Mùi của mẹ. Hôm nay đón mẹ từ viện về, em không biết phải chăm mẹ như thế nào nữa. Thì em cứ chăm mẹ như trước thôi. Như trước thì làm sao được? Trước đây mẹ đi lại bình thường, giờ mẹ bị liệt nửa người phải ngồi xe lăn cơ mà. Nếu em thấy vất vả quá thì mình thuê người giúp việc chăm mẹ cũng được. Chị Lại ơi, đưa bà ra ăn tối đi chị. Dạ. Trời ơi, mùi dầu gió. Chị Lại, đã nói là tôi sợ mùi dầu gió rồi, thế mà chị vẫn bôi cho bà làm sao? Dạ, tại bà nói bị nhức tai, muốn bôi dầu gió. Mẹ biết là con không thích, thế nên mẹ mặc thêm 2 chiếc áo nữa ra bên ngoài để cho đỡ mùi rồi mà. Mùi dầu gió khó giấu lắm mẹ ơi. Thôi, em chịu khó một chút, lần sau chị Lại sẽ để ý. Nhớ chỉ bôi dầu gió cho mẹ tôi vào buổi đêm thôi. Khổ ghê cơ, thế này còn ăn uống gì nữa chứ. Anh này, em thấy mẹ ở với chúng ta không tiện cho lắm. Mẹ của mình anh là con trai, bố thì mất từ khi anh còn nhỏ. Mẹ không ở với chúng ta thì ở với ai đây? Em cũng đã nghiên cứu về một trại dưỡng lão rất cao cấp, em nghĩ đưa mẹ tới đó sẽ phù hợp hơn. Ôi trời ơi, mình có nhà cửa đàng hoàng, sao phải để mẹ sống ở trại dưỡng lão chứ? Anh không có biết đâu, trại đó cách xa thành phố nên không khí rất trong lành, tốt cho sức khỏe của mẹ nữa. Trong trại lại có đầy đủ y bác sĩ, nếu như mẹ ở đó thì sẽ được chăm sóc tốt hơn ở nhà nữa. Thôi được rồi, để anh tính. Ở đây là khu du lịch hả con? Ở đây là trại dưỡng lão mẹ ạ. Hả? Sao lại là trại dưỡng lão? Con đưa mẹ tới đây làm cái gì? Ở đây mẹ sẽ được chăm sóc tốt hơn ở nhà. Ở nhà vợ con cũng bận việc, con thì đi tối ngày à. Nhưng chả phải ở đây chỉ dành cho những người già neo đơn không nơi nương tựa hay sao con? Mẹ còn có con có cái mà. Không phải thế đâu mẹ, bây giờ nhiều người già cũng thích vào trại dưỡng lão, bởi ở đây có sự chăm sóc của bác sĩ, như thế sẽ tốt hơn. Con sẽ vào thăm mẹ thường xuyên mà. Nếu mẹ không thích thì... Không sao đâu con, mẹ thấy ở đây cũng được. Ở đây có nhiều người già, chắc sẽ vui phải không con? Chị Lại quên không đóng cửa, mưa to ướt hết cả vào trong nhà rồi. Đã bảo chị Lại vứt hết mấy lọ dầu gió đi, thế mà... Mùi gì như mùi dầu gió? Mẹ phải ra thành phố kiếm tiền nuôi Toản chứ. Mẹ tin con trai của mẹ sẽ có thể tự lập được. Bác Hiền sẽ thường xuyên qua đây với con. Con sợ lắm. Ngoan, cả hai mẹ con mình cùng cố gắng nha. Mẹ phải kiếm tiền để cho Toản được ăn được học đầy đủ chứ. Con vẫn nhớ mẹ lắm. Con đang cầm trên tay lọ dầu gió đó. Mẹ hay bị đau tay nên thường xuyên bôi dầu. Đây chính là mùi của mẹ. Mỗi khi nhớ mẹ, con chỉ cần ngửi mùi của lọ dầu gió thôi, đúng không? Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Không thể để thằng bé ở lại một mình được. Bác Tài ơi, dừng xe cho tôi xuống. Đang trên đường quốc lộ, tôi không dừng đâu. Tôi muốn xuống, dừng xe cho tôi. Cô kia, không được nhảy. Cô kia, cô làm sao thế hả? Suýt nữa thì chết đấy, chứ chẳng chơi. Toản ơi. Mẹ chưa đi hả mẹ? Mẹ quay về đó con. Lên thành phố với mẹ sẽ vất vả lắm đây, con có chịu được không? Khổ mấy con cũng chịu được. Miễn là được ở bên mẹ. Mùi của mẹ, mùi dầu gió thơm quá mẹ ơi. Anh Toản, anh đi đâu đấy? Anh vào viện dưỡng lão đón mẹ. Trời tối lắm rồi, lại đang mưa to nữa. Hơn nữa, không phải vợ chồng mình đã thống nhất là để mẹ ở trong đó sẽ được chăm sóc tốt hơn mà anh?
dù điều kiện sống như thế nào cũng không thể bằng sống giữa tình yêu thương của những người thân đâu em ạ. Lời hẹn ước dưới biển sâu. Ngày xưa, tại một thị trấn miền biển xa xôi nọ, có một người phụ nữ nổi danh tài sắc. Chồng của cô là một người nông dân nghèo khó nhưng tốt bụng. Một ngày, tiếng đồn về sắc đẹp của người vợ đến tai tên lãnh chúa ác độc trong vùng. Chắc ngươi cũng thấy lạ lắm phải không? Kẻ bần cùng như ngươi lại được lãnh chúa ta đây rước mời. Dạ, tôi... Công nhận nhà ngươi cũng tốt phước lấy được vợ đẹp. Nhưng chỗ của người đàn bà đẹp phải là dinh thự sang trọng. Chúng ta sẽ đấu cờ cược vợ ngươi. Ngài nói chúng ta đấu cờ cược vợ tôi. Sao? Ngươi có ý kiến gì không? Dạ, tôi không dám. Nhất định là có chuyện rồi, chẳng đừng giấu em nữa. Người nông dân đáng thương kể lại việc anh không thể từ chối từ yêu cầu tài quái của lãnh chúa. Ta không biết đánh cờ, còn chưa từng xem trò ấy. Thật may là em biết, ngày xưa ông nội đã dạy cho em sẽ chỉ cho chàng. Suốt đêm hôm đó, người vợ đã bắt tay vào dạy chồng những thuật đánh cờ có 102. Đợi ta trở về nha. Em ở nhà nấu món ngon đợi chàng. Nó học đâu ra những ngón hiểm thế này? Hết cờ, ngài thua tôi rồi nha. Chóng mặt trước thuật đánh cờ khó lường của người nông dân, tên lãnh chúa thua ván cờ mà chẳng hiểu vì sao. Bây giờ ngươi phải cùng ta ra khơi thì đánh cá. Nếu ngươi thua ta, đương nhiên ngươi mất vợ. Ngài, hôm qua ngài chỉ đưa ra một điều kiện là chơi cờ, giờ lại thêm đánh cá. Tôi lấy đâu ra thuyền để ra khơi chứ? Ta sẽ cấp thuyền cho ngươi. Ngươi đâu? Để xem lần này ngươi có giữ được vợ mình nữa không. Cứu tôi với! Tên lãnh chúa ra lệnh cho gia nhân bố trí chiếc thuyền cũ kỹ và mất cân bằng nhất cho người nông dân. Thuyền đã lật nhào trước sóng dữ. Chồng nàng đã bị sóng dữ nuốt chửng mất rồi. Ta thương nàng lẻ loi, muốn rước nàng về tư thất. Tôi phải đi tìm chàng. Ta cho nàng 1 tháng để đi tìm hắn. Sau đó nàng lập tức phải về dinh thự của ta. Thời gian sau đó, người vợ trẻ quyết cải trang nam nhi, vừa đánh cá mưu sinh, vừa tìm tung tích của chồng. Ta chưa nhìn thấy con cá nào đẹp như ngươi đấy. Ta chẳng nỡ lòng nào bắt ngươi rời biển. Ta là công chúa, con gái vua Rồng. Khi nãy, vì mãi rong chơi, ta đã biến thành một con cá bạc. Không nhờ lòng tốt của chàng thả ta về biển, thì ta đã mất mạng rồi. Cô nói mình là con cá bạc ban nãy ư? Đúng vậy, cảm ơn chàng đã cứu ta. Giờ chàng hãy theo ta xuống cung điện dưới biển. Thần xin kính chào đức vua. Nào, hãy thưởng tiệc. Ở đây vinh hoa phú quý, cậu sẽ thỏa thuê hưởng thụ. Trước hết con gái ta sẽ đưa cậu đi một vòng thăm Long Cung. Đó là bông hoa 3 màu có thể hồi sinh một người đã chết. Cánh hoa xanh triệu hồi thân thể dù ở nơi đâu. Cánh hoa trắng phục hồi sự sống cho thân thể ấy. Và cánh hoa đỏ làm cho dòng máu mới lưu thông. Bông hoa này có thể làm điều kỳ diệu đó được sao? Ở đây còn nhiều điều kỳ diệu hơn. Để ta đưa chàng đi thăm những nơi thú vị hơn. Tâu bệ hạ, thần dân muốn trở về nhà. Cậu không thích ở chỗ chúng ta nữa sao? Tâu bệ hạ, quê hương không dễ gì từ bỏ. Nếu đó đã là mong muốn của cậu, thì ta không thể cản. Ta cho phép cậu chọn trong kho báu của ta thứ gì đó làm kỷ niệm. Thứ duy nhất thần muốn là bông hoa 3 màu trong vườn của bệ hạ. Hả? Bông hoa 3 màu ư? Thần chỉ vì muốn cứu một người. Đó là báu vật vô giá nhất của ta. Hơn nữa là thứ con gái ta rất quý. Hoa có thể cho đi, nhưng điều kiện duy nhất là chàng nhất định phải trở lại. Chàng chỉ cần đặt nó lên một bộ quần áo người chàng muốn cứu. Ta sẽ chờ chàng trở lại. Chỉ cần cầm theo bông hoa, nó sẽ dẫn đường chàng trở lại thủy cung.
chàng đã trở lại thật rồi. Ta cảm thấy mình vừa qua một giấc ngủ nặng nề. Đúng là nàng đây rồi. Không biết bằng cách nào ta có thể trở lại đây. Chuyện dài lắm. Em đã giả trang Nam Nhi đi tìm chàng, tình cờ gặp được công chúa rồng. Chính nhờ công chúa rồng mà chàng đã được cứu. Giờ chàng hãy thay em trở lại gặp công chúa, nói rõ mọi chuyện đi. Chúng ta nhất định không thể nợ ân tình của người cứu mình. Nhưng ở đây tên lãnh chúa độc ác kia sẽ không để nàng yên ổn đâu. Chỉ cần thấy chàng từ cõi chết trở về là hắn tự khắc sợ đến hồn bay phách lạc thôi. Ta sẽ trở về nhanh thôi. Quả thật, tên lãnh chúa độc ác biết người nông dân nghèo không những mất mạng ngoài biển mà còn khỏe mạnh trở về thì sợ hãi khiếp vía. Nhưng còn người vợ trẻ chờ chồng trở về một ngày, một năm, rồi ba năm ròng rã, nước mắt không còn để khóc. Cô đâu thể ngờ rằng chồng mình khi gặp công chúa rồng thì đem lòng yêu say mê. Không mảy may oán trách chồng, người vợ vẫn đêm ngày chờ đợi mòn mỏi, đến độ hóa thân thành một cây nấm đá. Nếu tình cờ một hôm nào đó, bạn dạo chơi trên đỉnh núi và bắt gặp cây nấm đá lớn màu trắng, xin hãy đặt một nhành hoa tưởng nhớ người vợ chân tình. Giấc mộng của Rose. Ngày xưa, ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một cô gái nhỏ tên là Rose. Rose từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cô bé được mẹ con một người quá phụ nhận nuôi và đối xử như kẻ hầu người hạ. Ấy thế nhưng Rose càng lớn càng trở nên xinh đẹp, nhan sắc lại có phần vượt trội hơn cô chủ của mình. Nhanh lên, Rose! Nghe nói cô bé được nhà Lucifer nhận nuôi từ nhỏ, rồi coi như kẻ hầu người hạ, khổ cực vô cùng. Nhanh lên Rose, mày đang làm cái gì thế? Nếu mày cảm thấy thừa thải đồ ăn, vậy thì lát đừng có ăn tối nữa nha. Thật là tội nghiệp Rose, cô bé vốn nổi tiếng ngoan ngoãn, tốt bụng, lại còn khéo léo vô cùng. Những tấm vải cô bé dệt thật sự rất đẹp và tinh xảo. Vậy là mẹ sẽ bán con bé Rose đi sao? Cuộc sống thì đang ngày càng khó khăn. Có người trả cho ta một số tiền lớn như vậy, ngu gì mà không bán con bé Rose vô tích sự ấy đi. Nhưng cứ từ từ đã, sắp tới ở Kinh Thành sẽ tổ chức vũ hội. Nghe nói hoàng tử muốn qua đó chọn vợ cho mình. Đến lúc đó, con phải sắm sửa để đi vũ hội. Việc chuẩn bị có lẽ sẽ rất bận rộn, và Rose sẽ phải làm hết tất cả những việc đó trước khi bị đá đít ra khỏi nhà này. Tại sao họ lại có thể đem bán mình như một món đồ chứ? Mình đã tận tụy với hai mẹ con họ bao nhiêu năm nay, Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy? Mình phải làm gì để thoát khỏi chuyện này? Nếu giờ bỏ trốn, mình cũng chẳng biết đi đâu, mà cũng không biết lấy gì mà sống. Cung điện, vũ hội, hoàng tử. Nhìn xem, Rose của mẹ xinh đẹp như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích vậy. Là nàng công chúa xinh đẹp luôn được hoàng tử cứu giúp lúc gian nan và lấy nàng làm vợ phải không mẹ? Ôi con gái của tôi. Phải rồi, cung điện, vũ hội, hoàng tử. Chỉ có cách đó mới mong giúp mình thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Bằng mọi cách, mình sẽ đến vũ hội và sánh đôi cùng với hoàng tử. Đến lúc đó, mình sẽ cho mẹ con và họ một bài học. Kể từ hôm đó, Rose vừa làm việc ngày đêm phục vụ mẹ con người quá phụ, vừa lén dệt thêm vải với hy vọng có thể giúp cô sắm sửa đồ đạc đi vũ hội. Ông chủ, với số vải này tôi có thể mua được bộ váy đẹp nhất của tiệm không? Bộ váy đẹp nhất của tiệm sao? Sao cô lại nghĩ số vải của cô đáng giá như vậy? Vải này tự tôi kỳ công dệt nên, nó đẹp hơn tất thảy những sắp vải ngoài chợ. Tôi tin rằng nó xứng đáng với mức giá đó. Vả lại, tôi đang rất cần tiền. Đúng là vải của cô rất đẹp. Nhưng với ngần này mà muốn đổi lấy bộ đẹp nhất, thì ta e rằng...
Vậy thì thế này được không ông chủ? Ta rất thích sắp phải đó. Ta sẽ mua lại nó với giá cao. Vì thế ông hãy lấy cho cô gái này bộ váy đẹp nhất cửa tiệm đi. Cảm tạ ngài đã giúp ta. Ân huệ này mai kia nhất định ta sẽ báo đáp. Được lắm. Nhưng cô định báo đáp ta thế nào đây? Người biết vũ hội chọn vợ của hoàng tử chứ. Ta nhất định phải trở nên xinh đẹp nhất để lọt vào mắt xanh của hoàng tử. Đến khi đó, ta sẽ trả ơn ngài và trừng trị những người đã đối xử tệ bạc với ta. Tại sao cô lại đặt cược số phận của mình vào sự lựa chọn của hoàng tử? Cô thật quá mơ mộng và ngốc nghếch rồi. Ta không sinh ra là một người có tiền bạc, gia thế như ngài. Ta chỉ có thể trông mong vào cơ hội này để đổi đời thôi. Xin lỗi, ta phải trở về nhà trước khi hai mẹ con nhà họ phát hiện ra. Hẹn gặp lại ngài sau. Cầu mong may mắn sẽ mỉm cười với cô. Nào Rose, dù cho mày chỉ là một con bé nghèo khổ thì đêm nay hãy sống như một công chúa. Ôi wow, trong bộ váy cô ấy mặc kìa, mới lộng lẫy và kêu sa làm sao. Đêm hôm ấy, Rose đã lấy hết sự can đảm và tự tin để bước đến vũ hội. Nhưng thật không may khi Rô lại chưa thể gặp được hoàng tử vào đêm vũ hội đầu tiên ấy. Rô quyết định sẽ quay lại vào đêm vũ hội thứ hai. Cô cho rằng bộ váy của mình không đủ lộng lẫy và tỏa sáng để thu hút ánh nhìn của hoàng tử. Chính vì vậy, cô đã quyết định ký vào giấy nợ để có bộ váy lộng lẫy hơn nữa, cùng bộ trang sức đắt tiền. Rô muốn mình phải là cô gái nổi bật nhất đêm vũ hội. Bộ váy lộng lẫy hơn và trang sức đắt tiền hơn ư? Rô ơi là Rô, nếu cuối cùng cô vẫn không phải là người hoàng tử chọn làm vợ, thì liệu cô sẽ làm gì để trả được món nợ lớn này đây? Và có lẽ chính Rô cũng biết lần này cô không thể thất bại nữa. Vì đó thật sự là một khoản nợ lớn mà cô không thể trả được. Nhìn bộ váy cô ấy mặc kìa, một chiếc váy được thiết kế thật độc đáo. Nhìn những trang sức cô ấy đang đeo nữa, tôi chưa từng thấy nàng công chúa nào xinh đẹp đến như thế. Và rồi điều kỳ diệu đã đến. Cuối cùng thì hoàng tử cũng đã chú ý đến nhan sắc và sự lộng lẫy của Rose. Quả thực trông Rose hoàn toàn khác biệt với tất cả những cô gái khác. Xin chào cô gái xinh đẹp, nàng có muốn nhảy với ta một điệu không? Ta chưa bao giờ gặp cô gái nào xinh đẹp và thú vị như nàng. Chẳng hay nàng là con gái của quý tộc nào, nàng từ đâu đến đây? Nếu ta chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí là địa vị thấp hèn, liệu chàng còn muốn khiêu vũ cùng ta không? Nàng đang nói một điều thật phi lý. Nàng đâu giống một cô gái bình thường, địa vị thấp hèn đâu. Rose! Dạ, đấy mẹ xem, con nói là rất giống con bé Rose mà. Ta làm sao mà ngờ được một đứa giúp việc nhà mình lại dám tham gia vũ hội chứ. Hả? Gì chứ? Người giúp việc ư? Thật không thể tin được. Vị thương gia kia nói đúng. Tại sao mình lại hy vọng một cuộc hôn nhân có thể thay đổi vận của mình? Sao lại mong cầu hoàng tử sẽ cứu rỗi cuộc đời mình cơ chứ? Không thể kết hôn với hoàng tử, đã vậy còn bị mẹ con nhà họ phát hiện nữa, rồi lại mang một khoản nợ lớn. Giờ thì mình phải làm gì đây? Bình tĩnh đứng dậy đi cô gái. Cuộc sống của cô không thể trông chờ vào ai ngoài chính bản thân của cô đâu. Chẳng phải cô từng rất tự tin về những tấm vải mình dệt hay sao? Cô hãy bắt đầu từ chính những điều cô có thể làm tốt nhất. Dệt vải? Đúng rồi, chỉ cần ta chăm chỉ dệt vải mỗi ngày, ta có thể nuôi sống chính mình. Nhưng giờ ta không thể trở về nhà Lucifer, lại mang một khoản nợ lớn. Chuyện dệt vải đơn giản kia e rằng cũng không thể làm được. Ta sẽ giúp cô trả món nợ. Cô hãy vào làm việc cho thương đoàn của ta. Ta chỉ có thể giúp cô đến đó thôi. Còn sau đó thì cô hãy tự cứu lấy mình đi. Cảm tạ ngài. Không hiểu sao ta lại may mắn được ngài nhiều lần cứu giúp như vậy. Nhưng ân huệ này ta nhất định sẽ báo đáp. Cái gì? Con bé râu nó dám bỏ đi rồi ư? Không, mất cả khoản tiền lớn của ta rồi.
từ đó, Rose theo thương đoàn buôn vải đến nhiều vùng đất mới. Với tài năng và sự tự lập của mình, cuộc đời Rose bước sang một trang mới tươi sáng hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!